Chào tất cả anh em nhé. Thì Trung Bonsai này muốn chia sẻ cho anh em một vài tác phẩm trong vườn, nhưng mà thời tiết lại đang mưa rồi. Đấy anh em xem. Đó. Vừa cầm máy lên thì thực ra là có một vài anh em ở xa cũng yêu cầu chia sẻ lại một vài tác phẩm trong vườn, đặc biệt là những tác phẩm mẫu đơn đây. Thì Trung Bonsai thì chủ yếu dùng chơi đơn nhung. Với đơn nhung là cũng thông báo với anh em là Tết đến thì đơn nhung nó sẽ trổ hoa rất là nhiều. Thì những cái đơn nhung mà mình chơi ấy, thì mình thường thường là theo nhu cầu thôi. Anh em Hải Phòng thì lại Hải Dương, Hải Phòng thì người ta rất thích đơn nhung. Đó. Và mình đây thì cũng biết là những cái vụ cần Tết, những cây đơn nhung nó ra rất nhiều hoa. Đấy, những cây này mà sang tháng thì anh em biết. Mình sẽ cố gắng ghi lại cái hình ảnh tháng sau cho anh em biết nhé. Đơn nhung thì cái tháng trước anh em có thể cắt đây. Mình có thể cắt qua rồi, dọn qua vo tán. Đấy, đến tháng này thì đang mưa gió xuống rồi. Đấy, chăm sóc tốt một chút thì cây đơn thì nó sẽ rực rỡ hoa hơn. Đấy, kỳ vừa rồi nắng cũng quá là nhiều. Đấy, cái độ chăm sóc của Trung Bonsai cũng chưa được đạt. Nhưng mà với bộ tàn như này, hứa hẹn cho anh em biết là một trong những cây đơn nhung chắc chắn là hoa kín mít cây. Đấy, kỳ trước mình cũng đã quay cây đơn nhung này rồi. Đấy, ngoài vườn cũng đang khá là nhiều. Và do thời tiết nó mưa, đặc biệt là mưa gió cũng khá là to. Đấy, vừa giờ mưa xong một trận rồi, lại tiếp tục giờ đang mưa tiếp. Đấy, Trung Bonsai hôm qua cũng cắt cây trực này xuống. Đấy, gửi tới tất cả anh em đam mê. Đây là cây trực gắn bó với Trung Bonsai cũng được 4 năm rồi. Đấy, khá là ok, đẹp mà lùn nhá. Đấy, đang định xuống răm. Nhưng mà do là thời tiết đây mưa, lá, chất liệu lá anh em xem. Quá xương. Bộ chân móng nhá. Đây, số điện thoại đây. Cắt giật rất nhiều. Một cây này, anh em nhìn những cái nhát cắt. Quá ok. Cây này thì kỳ tới này mình cũng sẽ cắt ra. Một trong những cây cũng khá là uốn éo này. Hôm qua thì Trung Bonsai cũng dọn qua tác phẩm ở dưới thác đổ này. Vì lá nó cũng già rồi. Cây này quả rất là sai. Đấy, lá già quả sai. Đây này, quả đây này. Hôm qua vẫn còn quả, chim người nào cũng ăn. Đấy, quả chuối này. Đấy, để hứa hẹn với anh em là kỳ tới này tiếp tục cắt ra, chia sẻ tiếp nhé. Đấy, mưa quá không biết là có quay tiếp được không. Gửi anh em vài phút vậy thôi. Cây trực hoành già sụn. Cây này cắt ra thì phê tít. Chắc nhiều anh em ngỡ ngàng luôn. Một trong những cây mà trước đó giao dịch tại Festival Tranh Cảnh Thanh Hóa. Quá lùn luôn, không có gì để đo cho anh em này. Đây, bỏ cái cốc cho anh em so sánh nhé. Để có một cái cây trực lùn như này, đạt đủ mọi yếu tố như này thì mất rất nhiều công sức cũng như thời gian, cũng phải qua vài đời chủ rồi. Trước đó là của anh Toàn Hải Anh. Trước đó của anh Toàn Hải Anh thì của ai này thì mình không biết, nhưng mà 4 năm trước thì cây nó cũng có cái khom dáng rồi. Về Trung Bonsai thì tiếp tục tạo dáng, và bây giờ nó đã đạt đến 90% rồi. Thế thì kỳ tới chắc chắn là ra lá tiếp thì cũng chia sẻ cho anh em. Nhiều anh em là đang còn muốn sở hữu em nó thì cứ alo trực tiếp cho Trung Bonsai theo số điện thoại là 0978 396 477. Đây cũng là một cây mà ngày mai mình sẽ cắt. Kỳ rồi là cũng đang để em nó sổng hết này. Chuyến này phải để sổng cho nó phá cây ra. Đây, Nam Điền dáng văn nhân rất là đẹp, uyên chuyển. Đây, xi búp đỏ. Chơi cái xi giáng tháp nhé. Xi này quá lùn luôn. Còn độ không được găng tay. Vừa rồi cũng đang xuống lá định làm, nhưng mà thời tiết nó mưa rồi cũng. Dưới này thì rằm quá ok rồi. Ngày mai mình sẽ tiếp tục xuống
xuông lá vào tinh chỉnh lại bộ râm này. Chia sẻ lại cây mà trước đó mình gieo của lưu của anh Thức Bon Sai, một trong những cây xanh hai thân quyện vào nhau, sau này bông tán sẽ mịn hết. Kỳ này mình đang thúc cho em nó lên vì một về một môi trường mới là phải chăm sóc lại. Cây khoảng độ cao khoảng độ hơn 50, chậu thì quá là vip rồi. Riêng cái chậu này cũng đã khá là nhiều tiền. Chậu mới gần chục triệu nhé. Đấy. Đấy, con này thì cũng thông báo với anh em là Nam Điền hạt chính cống. Lá nó đã hôi lại đến 80% là điền rồi. Đấy, cây Nam Điền hạt. Đây dùng hạt nhưng mà do hạt nào chuẩn nhé. Lá thì siêu đẹp. Bác nào mà cần thiếu con tử của cây long thì đây là tử nhá, Nam Điền này. Giao lưu nhanh 3,5 triệu. Đấy. Một những con tử để anh em thể ghép vào những cây long này. Mới cắt có đợt trước mà đợt này lá nó đã tốt như này rồi. Đấy, cây này mà mình hãm, nếu mà hoàn thiện rồi nhá, mình hãm thì chắc chắn anh em biết lá nhỏ mà già rất là đẹp, lá đỏ gấu hết cả cây. Chất liệu lá thì nó có nhiều loại chất liệu, những chất liệu xanh si lá mít này, rồi là si da gừa này, nhưng đây là một dòng những si mà già khá là đẹp rồi. Đây, bác nào thích hàng bỏ bàn đây, một trong những cây xanh mini bỏ bàn đấy. Phu xì siêu đầm lùn đang được co kéo thì tới này cũng giật tay bước thì anh em lại thấy choáng ngay. Đây, như có xì này. Đấy, mặt sau đấy xì khá đầm lùn nhá, dòng xì này lá siêu đẹp, lá đỏ luôn, bao đỏ cho anh em. Bác nào muốn chăn nuôi thì đây là một con xì bức tựa bám tường. Đây. Chúng tôi sai cũng để chia sẻ với anh em một vài tác phẩm thôi, do là tiếng loa phát thanh đã mở rồi, nó rất là ồn, anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Cũng chỉ muốn chia sẻ đây để cho bác nào cảm nhận được, cũng như là muốn sở hữu một vài em của Trung Quốc Sai, cũng như là giao lưu với anh em ở gần xa thì ga lô nhá. Cây màu gà đẹp chưa. Những tác phẩm đang cần cắt. Khá là đẹp. Kỳ tới thì chắc chắn đã còn nhiều dự định, khi mà anh em chúng tôi tiêm đủ những liều vaccine ok rồi thì có khả năng là anh em chúng tôi sẽ tham quan một số nhà vườn, anh em chờ xem nhé. Đang được công tác tại đảo ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã đều sẵn sàng giải đáp.
hướng dẫn tại tại đội đơn với 42 hòa giải viên gồm các tổ chức đoàn thể. Đây là những người có năng lực và uy tín tại xã, tại thôn, được trải qua các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền và rèn, và đã được điều dưỡng được tình hình thực tế và địa phương, vừa lãnh khách vào các buổi sinh hoạt chiều hội, tạo nên nói chuyện chuyên đề, vừa hội viên đoàn viên nắm bắt kịp thời các quy định của các luật cần vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự. Hiện các tổ trên đầu thôn có quy ước về quản lý, sách hướng dẫn trải trạc tận cho người theo công tác hòa giải ở cơ sở, cũng đã có phần tranh chấp chủ yếu liên quan đến những tố cáo phản ánh kiến nghị vật cấp của công dân. Nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân cần tiếp tục nâng lên, qua đó góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Làm được thời gian này, xã Mai Cát đang dẫn